hai phở cái một phở lẩu. Quay về của người thì không có nói chuyện ạ. Hello, cảnh vlog cuộc sống ba miền, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại em đang có mặt tại Mì Phước Một mọi người ơi, đường dây 10N1 nha, quán phở nè. Để mình vô mình quay mình chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem nha. Phở bò nè mọi người, bún bò nè. Dạ em chào anh ạ. Rất là ngon mọi người. Đây là ông chủ mọi người. Phở rất là ngon luôn mọi người ơi. Cô chú anh chị nào mình đi con đường D10 nè, N1 nha mọi người, Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương nha. Mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nha mọi người ơi. Rất là ngon luôn. Quán phở nằm đường N1 D10 mọi người ơi. Rất là ngon luôn. Cô chú anh chị nằm đi đường này mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nha. Đó, rất là đông khách luôn mọi người. Ở tái rất là con luôn mọi người ơi, hấp dẫn luôn. Cô chú anh chị nào mình đi con đường D10 mọi người, Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương nha. Mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử nha. Rất là ngon luôn mọi người ơi. Rất là ngon luôn. Cũng hấp dẫn luôn mọi người ơi. Cũng là siêu ngon luôn mọi người ơi. Hấp dẫn luôn mọi người. Rất là ngon luôn. Hấp dẫn luôn mọi người ơi. Địa chỉ phở Nam Ngư nè mọi người, Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương nha. Đường D10N1. Cô chú anh chị nằm đi con đường này mình ghé vô mình ăn trải nghiệm thử nha. Rất là ngon luôn mọi người ơi. Rất là ngon luôn mọi người. Rất là ngon luôn. Rất là siêu ngon luôn mọi người ơi. Siêu ngon mọi người.
Đây. Đây ạ. Rất là ngon luôn mọi người ơi. Hấp dẫn luôn. Rất là đông khách luôn mọi người ơi. Phở mang về luôn mọi người ơi, đầy đủ luôn. Miếng gà bàn số 3. Rồi à, tô bún bò bún tròn à. Bún bò mang về đó mọi người ơi. Phở mang về đó mọi người ơi. Đó, bún rau đầy đủ luôn mọi người ơi. Rau giá hành ngò đầy đủ. Đầy đủ luôn. Mỗi 2 năm. Chắc có lẽ là mình dừng video ở đây nha mọi người. Mình xin chúc cô chú anh chị mình một ngày mới thật là an lành hạnh phúc nha. Yeah.
Dạ em chào anh ạ. Chúc anh